Tối nay thì Quy qua nhà Khánh chơi, thì Quy cũng có một món quà đặc biệt của một bà ẩn danh ở bên Canada. Bà gửi về 500 đô Canada nhờ Khánh gửi cho Quy. Bà nói với Khánh đó là 300 đô thì bà cho con ăn Tết với lại mua thuốc sức mụn á, bạn trị cái mặt. Bà thấy cái mặt của con á này là mụn dữ lắm mụn. Còn 200 đô thì bà nói là bà kêu con mua thịt heo cho bà nội để ăn Tết, với lại còn bao nhiêu thì đưa cho bà nội đó. Bà có nói với cô Khánh như vậy. Nên cái này là 9 triệu 90 ngàn đó. Đây là 9 triệu 90 ngàn của anh, là đổi ra 500 đô Canada. Dạ con cảm ơn bà, con chúc bà và sức khỏe và chúc tất cả mọi người trong gia đình bà năm mới thật hạnh phúc. Dạ con cũng xin cảm ơn bà rất là nhiều. Bà đã nhớ về quê hương cũng như là bà đã có một tấm lòng giúp đỡ chia sẻ với cô Tư con, với lại cũng như là Quy ở đây. Con cảm ơn bà. Thì năm mới con cũng xin chúc bà cùng gia đình của bà được nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Con cảm ơn bà. Tối nay thì là tối mùng 1 Tết á, thì cô Sáu Diễm Thảo với Phương Anh với Nhã Hy và cháu nội cô Sáu mới về xuống nhà đi chơi. Phương Anh uống nước. Phương Anh. Dạ, uống nước mọi từ. Nay nhà có khách. Hả? Nghĩ ra là đi xuống trễ. Khách nào của Sáu? Hả? Rồi con hay gì? Cái khách ông Mở Thánh á. Rồi xong rồi tới cô giáo của Phương Anh. Hai mẹ con hai phấn. Hai mẹ con hai cầm hai phấn nữa. Có hai tháng người cha nó mới về đó, em mới đi ít gặp bà quá là... gặp nay nói chuyện chơi lâu lắm rồi, nhắc tới chuyện của thằng Long cũng vui. Nói đúng thằng Long rồi đâu vậy không biết nữa. Cô hai tháng có xui rồi hết chưa? Có còn hai thằng. Mấy thằng lớn để cho này nè Thanh ăn này nè Thanh. Ăn đi, kiếm năm cho con này nè. Cảm ơn chị. Vô uống. Sao ăn coi sao? Con ăn quýt không? Mẹ. Con uống này không? Ngồi tiếp. Ăn đi bà. Làm gì vậy? Dạ giùm hai. Ăn gì ăn đi Nhã Thi. Kẹo à, để nói cậu học cho. Sao ăn miếng bí vậy? Không miếng bí này của anh Dung làm phải không? Con lấy hộp dưa với hộp bí bí vừa qua. Ba làm nè. Lấy hộp dưa với hộp bí ăn trong đường à. Ở đây thầy. Phương Anh ăn không? Phương Anh. Hộp dưa với vô hành cắn. Đó nó làm khéo. Không, nó làm 1 ký đường nó mới phù ra mới nở ra còn 800 gram đường nó teo á. Không có giác quay với lại. Nó chui sẵn vậy con. Con lên ngồi cái em đi con. Hai mặt đẹo ta. Hả? Hai ở đâu hai? Ngay ghế đó đó. Để nó từ lanh nó mở cho em nè. Trời ơi. Giỏi mà cưng em mà. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Thì cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Uống gì vậy? Uống gì vậy? Nước gì vậy? Ủa, có không? Làm chưa à? Chưa có hút. Khéo rồi làm vậy khéo rồi có. Khéo rồi. Ơi, uống cũng sao vậy? Sao em cho em uống gì? Cô làm cái này khôn nhưng mà em còn nhỏ. Vậy con lớn em nhiều mà con lớn em còn nhỏ. Con lớn em con không ăn đưa mẹ. Ủa, đưa con 5 tuổi thôi thôi à. Còn Nhã Hy 4 tuổi. Nhã Hy mấy tuổi? 1, 2, 3. Ủa Nhã Hy 3 tuổi. 3, 6. Không ạ. Vô đây. Nè con ăn cái nào cũng ăn. Chứ còn không phải ăn rồi cạp bỏ vô là không được nha. Ta ăn được không? Không có cái đó. Không biết ăn. Không chưa bỏ miệng được, không chưa bỏ miệng. Trời ơi, ta không tặng uống nước con. Không phải tặng. Rồi. Thật. Ngọt không? Chuyện Thảo ăn đây hết chuyện Thảo. Rồi. Thảo. Cảm ơn con, chú ăn phước cho con. Nè, mẹ ly này của mẹ hả mẹ? Ừ. Uống mới thử sao Phương Anh nó nói chua là. Thôi hồi nãy hay có để đường thêm miếng đường á. Chú không? Chú hơi có cái gì chú. Ừ. Tao bị ốm vậy. Đừng bị được. Đùa quá nhiều luôn. Đùa nhiều luôn hả?
cái nhỏ đó đâu thơm. Thơm với lại nghe thơm. Cái bự nó mới thơm. Thơm, thơm. Thơm mùi này không thơm. Ừ đúng rồi. Cái bó mua thả mắc tiền luôn cái đó thơm. Mua hình như mấy cái này bằng nhau hay gì. Không. Không nữa có hai cháu. Nè, có hai lì xì cho nhỏ Thi nè. Cô hai lì xì cho con à. Để này của con ở trong nhà đi xíu mẹ. Hồi sáng con nhận lì xì. Nè con lì xì cho em đi. Đó, chị lì xì cho em. Con chúc con. Rồi chúc sao? Chúc sao? Con chúc con. Con chúc sao? Con ba. Hả? Con đọc bài dễ dễ nghe vậy á. Vẽ nghe ba. Con hỏi nhà bé. Bé con. Con có đọc bài nghe ba. Ba không kỹ. Nghe em kỹ. Ông nói giờ con gặp bé nghe bé con chúc Tết cho cô hai đi. Hai con không biết. Thôi sao không biết được. Bây giờ anh hồi nãy bây giờ con phải chúc, con phải chúc, rồi chúc mới được. Hồi nãy nói Dũng cũ. Vi ơi lên dì Ba Phương Anh không lên dì Ba Phương Anh lì xì cho hồi sáng đó nha. Cái Vi là thôi. Vi một thùng tiền rồi Vi lì xì nữa cái thùng tiền Vi cạn ra làm sao. Đúng vậy lì xì không lấy lắm đâu mà tiền lẻ quá. Nó nói là cạn ra nên nó không đi. Nó cười nãy em lì xì nó không lấy. Tiền hả? Thôi con có nhiều mà con lấy nữa đâu. Không lẻ đâu. Hai tuổi. Đó là người đầu tiên đó. Nè 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 hồi nãy bà Sáu lì xì này con có chê không? Con có chê không? Nãy đâu có chê. Không có chê vậy. Trời ơi, vậy ngủ đi chứ là cạn tiền nữa. Bà Sáu rồi. Thùng tiền 1.000, 2.000 thôi. Đi ơi, đi. Đi Út mua cho con cái hùng bự hơn ha. Hùng khổng lồ. Khổng lồ đúng không? Khổng lồ cho chị Thanh Vy với con bùi đó. Cái nói nha, tràn ra cho ngoại. Cho ngoại nguyên thùng luôn á. Cho ngoại nguyên thùng luôn. Lẽ không? Nè ngọt rồi con. Cái này nó không ăn, nó không ăn nữa. Nó nói gì vậy sao? Không biết đâu. Hồi tối này nó nói chuyện với ông Út. Ông Út nói chuyện nó bằng tiếng Anh. Nó trả lời liền. Ông Út cũng la quá chừng á. Dối mà cái giọng của ông Út còn biết. Hãy vô đây. Ông Út hỏi nó tiếp. Hỏi nó tiếp là hỏi cao hơn, hỏi quá tầm cỡ của nó. Thì nó mới có 3 tuổi hả? Rồi cái này nó ôm cái đầu nó. Nó ôm cái đầu nó cười không à. Nó không biết nó là sao, nó ôm cái đầu nó cười. Cái này ông Út ông tưởng là nó không biết, ông cắt nghĩa cho nó nghe, ông cắt nghĩa cũng như cắt nghĩa giống như người của người lớn mình không hiểu cắt nghĩa là, học bí này từ ngữ ở bên đó sao sao phải sao phải sao thử ôm cái đầu mà nó khoái nói chuyện với ông Út. Không cho con nói chuyện với người lớn, cho con nói chuyện với người lớn. Rồi nó coi thuộc hình nó biết hay là đi học cô giáo dạy tiếng Anh nó biết chứ sao? Nó đi học, nó học trường quốc tế mà không ở nhà trước chị. Nó nghĩa là từ nhỏ lớn rồi nó còn tiếng Anh rồi. À. Nó xong rồi lớn gặp đi học mới được nói nữa. Rồi gặp mấy đứa bạn nó đến có nói cái này màu tan là có đi học cùng học chung mà. Mẹ nó nói hai mẹ con nói chuyện nhau. Vừa học vừa chơi, nói chuyện bằng tiếng Anh, vừa học nói chuyện chơi. Thành ra cái con này cũng quá tài luôn. Không, nó nói chuyện mà nó nói chuyện với Dương Út của nó. Cô Út nó thì kiểu cô Dương Út nó thì cũng nói chuyện được. Có bữa nó Dương Út hai Dương cháu nói chuyện. Nó khoe em bé của nó. Rồi Dương Út Dưỡng đâu có biết nó có em bé. Rồi cái Dương Út Dưỡng nó thì hai người đó tiền tiếng Anh cô cũng tịch cô đâu biết. Cái này cái nó cũng Dương Út Dưỡng nói lại chồng với anh đó nói lại thì nó mới cãi lại. Nó cãi nó lại rồi cũng Dương Út nó nói gì nói cái nó cãi lại. Cái hồi sau tại vì cô không biết hai người nói chuyện sao. Cái cô mới nói là nó có em bé rồi cái Dưỡng. Hèn chi nãy giờ nó nói. Uống nước đào nè, uống nước đào nè, uống nước đào nè. Nó hay giỏi quá. Không biết bé. Hay. Của hai nhé. Của hai nói chuyện với con kìa. Của hai hỏi con gì vậy? Dạ. Giỏi quá vậy. Cô Ngọc cũng có bầu tháng 5 này sinh nè, cô Sáu. Bà nội không có đem tiền đây. Cô Sáu. Có đem tiền. Ngọc cũng tháng 5 này sinh nè. Ngọc ai? Ngọc Minh Tạo á. Đúng không? Đúng. Sinh nữa. Chồng nước gì đó mày ta nè, đi đường khuya gì đó mà mày gái xem gái hôm qua có vô nè đứa trước thằng trai đứa thằng trai có tiền mà ngon xưa vậy nên đứa trai đứa gái ngon lành này
đúng là à, hồi sao hỏi kìa, hỏi bếp đây ông gì bấm chưa, ông gì thầy bốn gì rưỡi sáng nay nè, đi xe đò đi xe đò tưởng đi xem ra nó ngồi gì nói là đi xe đò hay là mình vô trong chơi đi để mẹ hai chị em mà giải xuống ngồi để chơi đi để số hai đứa con hai đứa ở trong cà ri gái cà ri gái giờ tâm được bao lâu rồi cô sáu chẳng mới hai chuyện hai tháng em đổ chuyện nha, lập bụng bự đã chuyện năm giờ còn hút gì không cô sáu đâu vậy không em cũng không biết nữa nó bây giờ em chỉ đi 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 mình có sức được không? Dạ. Cũng có, cũng từ có, từ không có, nó không từ có từ thôi nhé Huy. 100% nhưng mà nó cũng bao nhiêu phần trăm mà mình chi thêm. Nhớ Huy thế chạy. Mình cũng sao ăn kẹo được sao? Dạ. Vừa cháu nói chạy liền. Tụi Huy ăn không anh? Mời chơi đâu Dung. Dạ. Cảm ơn. Dạ, hôm ngày mai thì Dương Út rủ lên trên nhà Dương Út luôn á. Ăn Tết. Không biết sao. Em ăn cái máy giùm. Làm mai chơi lên nhà Dương Út không? Dạ. Mày dành cho Út con tóc. Cô anh ơi làm gì ăn đãi cô giáo của hai đứa. Mình có ăn cái gì nhiều đâu. Là sao mà làm sẵn làm. Nhiều quá rồi, nhiều khi chỉ dạy cho ta hết tầm. Lương thì thích ăn cái bánh này thứ này, cái mè đen bánh gạo lứt rong biển, gạo lứt rong biển không biết gần sao đi diễn sao mà phải ăn thử anh cái gì thôi hả không biết ngon không nãy ăn rồi nó rất là tốt nè mua trong siêu thị á, tôi sao? À, tôi có thấy bên đó có này mà cái giống gì cốm vậy? Em đâu? Em đâu? Bỏ em ở một mình nó không dám đâu không? Hai má đâu quên? Chạy anh tỉnh dẫn em xuống đây đi. Anh muốn rồi qua, nó sợ nó ở một mình là nó sợ nhỏ nó dễ vậy. Không toàn gì nữa đi. Lấy cho em nữa. Lấy cho em đi. Lấy cho em nữa con. Nè lấy cho em cái nè. Nó không đủ tay đủ. Rồi em bù rồi con bỏ em. Lấy cho em một dạ, cái nha, cô hai cho con này nè. Con kỳ quá à. Con nè, cô hai cho này nè. Chạy lên mình chạy lên này. Nè, nhớ. Nè. Con hai nhớ thấy cô hai cho nè. Nè nè. Chắc ngon á. Mùi thơm chắc ngon nghe mùi thơm sao giống như vậy giống vì trời ơi da quá mệt chị tư được sao này mà nó dai dai ngon lắm sao cà xanh không phải giống như rau câu vậy cà xanh này cái này ủa vậy giống như thạch dừa như đây nè cái này nè nó dai dai à vậy hồi trưa chị ăn chị tưởng ở đâu cái da đam mà không phải cái gì nhất à để thành vô buồn nó đổ ngon không cha đào ngon không cha nó vô biển luôn nhắn vô luôn hồi nãy á Khánh này không có Phương Anh đây Khánh vừa đỏ này cái nhỏ Thi ở đây cái Khánh á con đi chiếc nhẫn đẹp quá cho cô hai nha nói cũng được ba mẹ con nói không cho ai mượn trơn á bây giờ nó giấu luôn nhỏ thi nè nhỏ thi à, cho cô hai mượn cái bóp đi rồi con đi chơi đi đi vòng vòng đi cô hai giữ giùm cho hai đứa con giữ giùm cho hỏi nó đâu bí mật của con uh-huh. Nói với bà nội đó con nè bà nội bà nó đeo đưa bà nội giữ bí mật của con không có khác không có chị biết tại sao không sao hồi lúc trước á là có đeo nhẫn mà ai kêu mượn á mượn kiểu mà mới mượn rồi cái kêu mượn cho nó thì kêu đó mặc luôn cho luôn hả nó đâu biết gì đâu lúc đó nó không biết rồi sau này mới nói nó lại nó mới biết vậy nó không sai mượn á tại vậy á tại vì bị mất rồi bị mất rồi nó rút kinh nghiệm mà chị giúp mình nè dạ đây chị giúp mình bớt cái này đi cung vi em nó bắt cung đi con bắt cung với em chỉ mình đi chỉ em con ừ, chỉ em là chỉ dép đừng có bắn cái dây nhúng mà bắn con bờ đấy con đừng bắn dây nhúng bắn bờ chỉ em sao cho em biết đó con
này ngon mà. Cái gì vậy? Ngon không? Kẹo gì nè. Rồi đưa em mắm thử đi. Sao em thử không? Cái không biết ngon không? Muốn cho dạ? Muốn cho anh chừa lại miếng. Để em từ. À, xuống đây ăn với ở trên đó em có ăn đâu. Ăn không nổi. Nhìn thấy là thấy ngán rồi. Nói gì vậy? Ngát dạ. Sô cô la gì á, nó để ngoài sô cô la gì không biết. Chắc ở trong á, trong miệng. Ăn với chị thôi, ăn đi thôi. Chị không ăn thì chị ăn thì mời người ta, mình mới ăn chứ mình mời mà mình không ăn thì. Thôi ăn cái này. Không không có mấy không. Bán gì? Sô cô la mà có hạt gì. Ha này. Vậy là chị dạy chưa đủ mà thành ra nó đâu nghe tới. Rồi để cho em bán thử. Hôm đó khởi công xây nhà chưa không? Thánh mới cầm tội sao? Hả? Qua Tết ăn Tết rồi mới lại. Rồi đưa em bán. Còn hàng rào thì cũng chưa xong nữa. Muốn ra. Wow. Biết rồi. Hồi nãy nó đòi chạy xe xuống đây vô. Đưa cho chị bán. Tập nó ngày không có sao. Đâu cặp nó ngày cặp tập mới đầu ơi. Tập lên đó, nó lên xe rồi bắt đầu chạy không bắt đầu giật mình. Cho em mượn con. Con bắn xong rồi con đưa cho em đi con. Ở cho chị con. Con bắn rồi con mượn. Đứa bắn lần. Đứa bắn một lần rồi Khánh Vy bắn rồi tới em nha. Có chị mà. Tại nãy tối quá rồi cô nó hôi đi với tối quá rồi nó chạy tới đây là tối rồi mất công trở về nữa. Nó chạy tiền xuống rồi. Cô ba lì xì cho con này con. Mở túi trước. Cô ba xịt lại. Rồi sao? Nhớ hai chút nữa hai. Không biết vô. Đây ơi. Cho cô Út một cái đi. Đóng lại liền. Đóng lại luôn. Xong rồi chút. Đây cô qua đóng lại cho. Rồi chút. Chút đàng hoàng gặp bạn nghe bẻ nghe ve chút cô ba. Nghe bẻ nghe ve gì? Nghe bẻ chút Tết gì? Nghe ve hả? Ừ. Đọc đi con. Đọc sao? Nghe bẻ nghe vui. Nhưng mà hết bài. Hết bài rồi. Nói gì? Lấy lại. Nhưng mà hết bài. Cho thôi trả đi. Đọc. Rồi đi đây nè. Rồi thôi. Rồi đi rồi kia đứng rồi kia phân tay lại luôn nha. Nha. Thôi con đọc lại. Mày đừng có chung với nó chơi nha con. Mày nó cắn anh rít cái cắn không chết á. Chứ cô ba này thì con mừng ấm chút với chưa hả? Rồi đọc chút đàng hoàng nè. Rồi đọc đi con. Rồi đọc đi. Đọc đi. Chắc nó quên rồi đó. Nó mới xong rồi sớm mà. Rồi. Phải là kia nó đọc là đọc rồi. Đọc đi, ở đây chưa ai nghe, trên bà nội chưa nghe, nó đọc đi. Nghe về chúc Tết. Nghe về chúc Tết. Và mẹ sống mới, con yêu xung quanh. Nghe khỏe trên đời, thi anh đời thành phố. Hơn cho con xin chúc là ơn đẹp. Nghe xung quanh. Đâu rồi hả? Xíu không ai nghe. Xíu hả? Thì năm mới gì đó, nguyên bài cũng không nghe đọc luôn á. Mà ai dạy, nghe dạy nó phải. Cô ở trường á. Ừ. Thôi bà không ăn. Cô ở trường còn dạy xin lì xì đóng tiền học trường quốc tế. Thôi á, nó vậy nó hỏi á. Bà nội muốn lì xì không? Con muốn lì xì đang học trường quốc tế. Vậy đâu có ai biết, cô ba nó điều tra đó thôi, ai dạy con hả? Mới nói cô. Hình như có cái này nó thơm phải không? Đúng rồi. Bình thường á, người ta chưng lên nhà người ta ngắt cái này, ngắt cái này ra nó dục để cho cái bông nó lâu tàn. Nó lâu tàn nó đừng bị rớt ba giờ xuống cái cánh đồng. Mà không có cái này sao nó thơm được? Không, nó cũng thơm mà. Thơm mà cái trên đây gì nè. Vẫn thơm mà. Cái này.
phải không? Cái này đâu có thơm. Chứ mọi người ta chưng ta cũng cắt cái mà nó cũng ngắt mà nó vẫn thơm mà. Đừng, bông bây giờ đừng có hở nha, nó xịt thuốc đó nha. Thuốc dữ lắm á. Chắc có rồi. Có bữa, sâu rồi nó cắn hư hết à. Bữa đi Đồng Tháp là thấy bông á, mấy con kia mấy con chiếu chích hết trên mấy cái bông hết trơn luôn. Đó là xịt thuốc á. Nó sư ren, người ren đó đó. Mấy cái đó đó. Mấy cái bông cúc đó mà để có mấy ngày mà không xịt cái bắt đầu sâu nó ăn quéo nó. Sâu ăn hay dữ lắm. Mấy nào mà không có xịt thuốc xịt liên tục đi. Xịt liên tục. Sâu nó. Bữa này bữa nhà hay không? Dạ bữa nhà. Ở chỗ này. Ở đây nè, có trái đầu tiên. Ông mày mẫu hả? Ừ. Hả? Mấy cái bữa hồi đó bệnh cho nhánh hả mẹ? Ừ. Bữa này bữa giờ xanh rồi bữa xanh. Không biết ngon không? Chưa ăn lần nào. Da xanh thì chắc là da xanh có không ngon hay nữa nó cũng vẫn ngon hơn mấy loại khác. Trời ơi, có cái củ út nó chay mà nó khô rồi không ngon. Nhầm giống. Tái này tái đầu mùi. Có giống không ngon. Giống ngon giống không nặng không? Cái sao đừng nghĩ về da xanh không? Là ngon nha. Da xanh có giống không ngon nha. Thì nó không có nước. Mà lần Khánh mua lần mắc cười. Mua cho anh ta mua mười mấy trái lộc ăn thử trái trời ơi nó chua bỏ luôn không cho luôn trời cho nó chua lẹ mình ăn còn không được muốn chi cho anh ta nhiều khi nó lai like, không biết cái giống nhiều khi đắt quá rồi sao sao đây cái dùng bưởi ngon cái dùng bưởi khâm chứ không phải là bưởi nào cũng ngon nha cô sao mà đất phèn em nghĩ đất phèn tùy theo cái giống cây nữa đó hạt dưa hả ăn hạt dương á ủa hột bí á cái sao hộp bí rồi sao ui cái hộp nó gì bí bí chưa bí rồi sao này đó gì vậy khỏe đang hả chưa lâu quá không cắn không biết cắn sao luôn á ừ thôi thôi cái thời mình còn nhỏ là cắn hộp dưa nhẹ giỏi lắm gì cô sao nhớ không người cắn người ăn không ạ không có cắn nên nó lại không nên mẹ cắn hộp dưa này nè sao tự không cắn không được luôn á bây giờ có cái máy cắt hộp dưa luôn Phương Anh thôi ăn bán cái máy đó luôn ấp ăn buồn mắt luôn ngày qua không đâu cắt được đâu nè có rồi cắt ở đâu mà sợ cắt ở đây mẻ ra cửa hồi nãy Quy đó nó bỏ nắm nãy thả họng gà tính bỏ vô miệng đó hay luôn đâu biết ăn đâu hồi nhỏ cô ăn cái hộp bí này là ăn nguyên vỏ luôn á đâu biết đâu có biết đúng rồi mẹ cũng nói ăn nó béo nữa mỗi lần coi chị đi chợ chị nghe có ông người tàu có sao ông kêu hộp bí rang không ra bị ủa ông này ông bán gì à mà nghe hoài không biết cái gì đến hồi nghe là hộp bí rang bán có chung á muốn chung như tiền vậy đó tên phố kêu bánh chưng giò đó nhưng còn nghe không được luôn á chưng giò đây chưng giò nóng đây nói cái giọng lớn mà nói khó nghe lắm tại cái lo là chân bệnh do đây vậy đó giống mà tao bán khuya thiệt là khuya có người ngủ rồi mà cũng chân con bán á hết 11 giờ á ở thành phố hả thành phố là làm nó bán ngày bán đêm ba số bán đêm ăn đêm mà bây giờ nó cũng có về đây nó bán nè ở vậy hay diễn sao có đường á đúng rồi hôm bữa có đi rau rồi nâu nâu có đi nha diễn sáo quê của diễn sáo có bánh giò không diễn sáo thì có đó bánh giò là hồi quê diễn sáo hả bánh giò là bánh gì ta chưng bánh giò như bánh bột bánh nọc gạo giống như bánh nhưng mà là nhân mặn gạo nhân mặn có nấm mèo trứng cút thịt y như nhân bánh bao á có nhân bánh mèo nhân nấm mèo có nghệ không diễn sáo không có nhưng có nghệ không không nghệ là miền Trung sao có cho em mình chơi mình Quảng Nam Đà Nẵng ăn cái gì cũng nghệ kho cá kho gì cũng nghệ nhớ ăn tốt rồi ăn tốt vậy thôi cái gì cũng có nghệ hèn chi hồi đó con cũng ăn cái bánh giống như cái bánh giò nhưng mà ở trong nhân nó có nghệ cái gì cũng có nghệ món gì cũng có nghệ kho cá kho gì canh chua cũng có nghệ luôn em sợ ví dụ như mà mình kho nước màu thì họ kho bột nghệ chúng chơi chúc cho gia đình chị năm mới chị khỏe mạnh bình an vui mừng sống sao đủ 100 tuổi để lo lắng cho mấy đứa con mấy đứa cháu để cho gia đình được bình an gia đình được hạnh phúc chúc cho cô Khánh năm mới khởi công xây căn nhà mới chúc cho cô Dung năm 2021 này có được tấm chồng cô dựng sáu xuống dự đám cưới chúc cho cô Lê Minh Thanh Nhân năm nay tốt nghiệp
lớp 12 đạt được cái bằng loại giỏi. Được. Chúng quy lại là Chúa ban phước cho gia đình năm mới khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, giàu có. Thu tiền bạc nhiều hơn gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần năm đủ. Xin Chúa ban phước cho gia đình. Đặc biệt là có thành viên mới trong gia đình. Thì cũng cảm ơn cô Sáu, gia đình cô Sáu Dương Sáu. Chị cũng chúc cho gia đình cô Sáu Dương Sáu được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn chị. Bây giờ ăn no rồi, uống no rồi, bây giờ chơi nữa hay vậy? Chị còn đi ra thăm anh chút.